Thưa quý vị, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, và quyết việc làm, tạo an sinh trên địa bàn tỉnh, năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An phối hợp 4 đoàn thể chính trị xã hội triển khai tốt các chương trình tín dụng chính sách đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ các đoàn thể chính trị được nhận ủy thác gần 5.000 tỷ đồng, đạt khoảng 99% tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại tỉnh. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ được ủy thác 2.000 tỷ đồng, hội nông dân 1.500 tỷ đồng, hội cựu chiến binh trên 749 tỷ đồng và đoàn thanh niên gần 594 tỷ đồng. Với nguồn chốn này, bốn đoàn thể chính trị tỉnh đã triển khai giải ngân giúp gần 9.200 hộ dây chuốn. Nhờ thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, trong quý 1 đã góp phần giúp gần 864 hộ nghèo và hộ cận nghèo dương lên thoát nghèo, tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 2.100 lao động, hỗ trợ gần 800 học sinh sinh viên có điều kiện tiếp tục đến trường xây dựng và sửa chữa hơn 4.100 công trình nước sạch, góp phần chung tay thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.